Vậy thì chào các bạn, mình là Đạt Cha đây. Và chào mừng các bạn đến với trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu rồi một series Minecraft sinh tồn phiên bản 1.16.3. Vậy thì giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe. Và các bạn nhớ đăng ký nhấn nút thông báo để mà biết những thông tin mới vào kênh mình nha. Giờ bắt đầu nè. Đây, hôm nay mình cũng sẽ chơi với em họ mình, tên là Vang Huy. Bây giờ sẽ mở Minecraft, cuốn trình về Minecraft tự sinh tồn. Đúng rồi. Nên giờ phiên bản thì các bạn đã biết phiên bản này đã có rất nhiều phiên bản mới. Và nó tên là phiên bản Nether. Và chúng ta sẽ bắt đầu cho chốc lát. Rồi, vậy giờ chúng ta đã ở trong một cái thế giới là đẹp. Và mình cũng đã chỉnh, mình cũng cài Optify cái 1.16 trong me này. Giờ mình là chặt cây ấy. Được em và xe hãi rồi ạ. Ok, ngồi bên đây. Thì lúc bắt đầu thì chúng ta cũng sẽ chặt gỗ ở chỗ này. Qua ấy, trong phiên bản Nether ấy, chúng ta mục tiêu chúng ta sẽ làm và vô Nether. Rồi lúc đó chúng ta sẽ phải chặt gỗ để làm. Rồi, vậy giờ tiếp theo chúng ta sẽ làm nhanh à. Rồi, mình chỉnh cho cái này là to luôn. Ok, đây. Rồi nha. Rồi, gì nữa rồi á. Giờ tiếp theo chúng ta mình sẽ làm theo kiểu speedrun. Đúng như vậy. Rồi, thế này. Rồi, giờ tiếp theo mình sẽ đeo gỗ nhanh nè. Để mình chặt cây. Chứ không phải là đeo gỗ. Không, đeo đá. À, lấy cấp đập đá chứ. Cái đây là theo kiểu, chơi theo kiểu speedrun. Mình phải chơi thêm một cách nhanh chóng. Đấy, mới tìm thấy cái này luôn. Một cái hang, hang lấp nước rồi. Đâu. Nếu mà đều đếm mà có sắt thì may mắn lắm nha. Có chút nước kìa, nếu tìm để dành cái nước ấy để lấy sắt. Cái nước lên để cho lấy nó được mới kết hợp với lava. Mẹ ơi. Rồi đấy, nhanh. Và chúng ta sẽ mình nghĩ khu này cũng thích hợp để mày làm khu, để mày làm khu ở tạm thời. Rất thích hợp. Gì trời. Rất thích hợp thôi mà. Không biết nếu đeo mà có sắt thì may mắn lắm nha. Đến one thử coi. Rồi ok, đeo dây chắc đùa ạ. Đỡ đeo. Rồi. Đi ra đây chặt cây lấy sản xuất cát đun kính. Rồi vậy là đào than lấy gỗ tạo ra than, khỏi đào than trong chi. Rồi được ô á. Rồi vậy được ô á. Đấy ủa chắc là mới làm gì không à. Ở đây rồi ok. Vậy giờ tiếp theo chúng ta chỉ làm chặt cây hay làm gì đó. Có mấy con bọt kêu này. Thì đầu tiên chúng ta chỉ dớt nó để mà làm giường nữa, chúng ta ngủ sớm. Nhưng mà mình muốn sống sót đi. Mình muốn chơi đêm nay nên là mình tối nay chỉ không ngủ tối đây. Nên mình chỉ dớt mấy con một trắng thôi, để là một con duy nhất, để là hai con thôi. Đấy, chỗ này nhiều con à. À hả. Con kêu mày lát mấy sao. Lát kêu, ok. Hai con. Ồ, nằm kia đây à. Nằm vô.
Lấy rồi, ok. Nhưng thiếu gỗ để làm giường ngủ. Rồi, để anh đặt cái đây. Tiếp theo chúng ta chỉ làm cái lần đúng không ạ? Rồi, đúng là theo thang. Thang lấy gỗ làm thang. Rồi, kia bếp nè. Rồi, ok, dây đủ không ạ? Đấy. Lấy gỗ làm thang cho nó sáng. Bộ tối chứ lấy gỗ làm thang. Lấy gỗ làm thang trước. Ui, cái cây này trồng làm nhà trên cây được à. Rồi, đợi. Cái cây này sao nhìn thấy đi. Tao cười. Ui quá chứ nó lấy chặt luôn. Không, xem cái lá nó cao dữ. Lá dài nữa mà cây có một cúc gỗ à. Gỗ đẹp ra sao không chẳng thấy. Gỗ đẹp. Hai cái bàn, cái lần cũng như cái bàn chết tại dính nhau hay sao ấy. Rồi ok, giờ con xong rồi. Ok. Chúng ta nên chặt nhiều lên. Để chuẩn bị chúng ta làm nhà trên cây. Rồi sẽ có ý định đó. Thôi em nói cho chị mít đây đỡ cho fan thấy nha. Rồi. Giờ chuẩn bị lên trên cây nè. Rồi. Giờ tiếp theo. Giờ theo cái bật gì đó để treo lên. Rồi lấy chút xíu nữa thôi. Lấy gỗ làm cái để treo lên đấy. What? Lâu rồi. Rồi tiếp theo lấy đây nữa nướng với một cục đây. Rồi mình nhớ cái này đó cũng có thể làm một cái gì đó. Đỡ cái sen ở đây á. Xong lâu đỡ thêm ba cái ở giữa đây. Và chết. Đây, campfire đây. Đây đó, đúng rồi. Campfire mà đỡ dưới cây lúa rồi ấy, thì nó mọc nhanh lắm á. Thằng bé một điều á. Thiệt không? Thiệt. Đỡ dưới cây lúa cháy lúa không trời. Phải, đỡ trong cái cây trong khoang cho khói nó bay đi hết ấy. Là được liền à. Khói nè. Không đó, không. Đỡ rơm lên này nó sẽ bay cao hơn. Nóng. Ôi nó nóng. Rồi cái này đỡ rồi ăn vô được à. Đỡ mà lấy. Ăn rồi là dạy vô hộp. Đây, đổ đây vô cho đấy, nó nướng. Cái sợ. Ôi, đợi, con này giữ. Mấy con này có màu vậy, nó giữ lại. Nó mất màu rồi mà. Chúng đây thì cũng sẽ phải tiếp theo. Ê, có chữ hát kìa. Cái chữ y nhỉ? Apple. Rồi, mình chỉ ăn cái kia. Cái này lấy lên vàng. Chơi cái téo có lúc nó cũng hiếm khi rơi. Rồi, quay lại chỗ lúc nãy á. Không, nhưng mà nó tạm. Không, giờ nghĩ lại ở trên cây ơi. Giờ ở đây thấy tối mà cũng thấy cô đơn. Nhà cũ bị phá hủy. Đây. Hay đây chỗ đi mai, hang đi mai. Chỗ đây chỗ đi mai mà. Hang động đi mai. Gọi liền. Không biết có sắt quạng sắt gần đây không? Nếu có thì mình mắng không á. Được. Nhưng chúng ta mà làm xong 3 km chưa? Ok, giờ chúng ta sẽ làm okay, tiếp okay. Nhé. Ủa đèn này giờ không ra cái gì vậy ta? Tất cả ạ, ok. Lên trên kia đèn một cái hang khác đi. Lấy cái xẻng đào đất đi, rồi đào một cái hang khác. Trời. Bắt cua hả? Coi ở trên này có gì không? Ô, nhớ ở chỗ cái chỗ đất bên này thì hơi lạ. Ủa, một chỗ đấy nhớ là chỗ ở nè. Trâu nè. À. Giống như chỗ cắm mấy đống bên chẳng sao có mất cái giá đây. Không, nước chưa bị nước không sao hết nên là chắc còn nhưng mà thích cái này à, lấy cái đây à, lấy một cái lá sen bắt con vô qua xong thì dưới đây có cá ở dưới đây thì ít cứ vậy thì ít có cá
Không, cái này không phải rong. Cái này không phải rong biển. Ồ, up đây này không được, up lên chơi nè. Rồi. Quay lại bơ ấy, cái chân bị hỏng rồi. Rồi, trời sắp tối không? Chết bây giờ, bây giờ, bây giờ. Xuống bơ cho nhanh. Rồi. Rồi nha, bơi, 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 nhanh. Rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi. Anh kia nhớ bơi khoảng 10 đây không? Nè. Rồi, sắp lên bơi. Rồi. Rồi, giờ chúng ta phải chạy. Trời ơi, chết lên, chỗ nhé, đâu đâu. Ở trên núi, nhớ. Ở đây, 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 đây. Làm kiểu khói không? Cháu hiểu. Còn mấy con đây đi về không? Ôi, thì... oh, quên mất. Ok. Anh chạy này lên level 1. Dễ đuối. Là level 1 kìa. Ơi, level thấp. Thấp. Đây đuốc. Đuốc mà. Đuốc. Đặt đuốc mà up vô mà nó không có cháy cháy đít chưa. Hay hơi lạ. Nghe tiếng cháy đít không? Rồi. Cái đây à. Vậy là có chỗ không? Rồi mình đặt một cái dương ở đây nữa không? Mình muốn sống sót đêm nay. Nhưng mà cũng phải á. Còn mấy con ở đâu anh đây? Bao vai con dùng mì ở đâu? Enderman! Hello Enderman! Xuống góc cây gì? Ồ, nó tức lò, nó tức lò, nó tức lò. Nó tức lò. Là đây, là đây. À ha, chỗ đây có hai khu à. Đố nó làm gì được. À ha, à ha. Cho lò ăn chút đây à? Thịt chín. Con kia gì đâu nhảy. Ô Enderbeer gì chuẩn bị đâu anh đây à? Đi ngủ đi anh ơi. Không rồi sao quay lại lấy đồ. Ô skeleton hello chết rồi ngủ. Oh shit. Oh no, no, nó chết đi. Bọn sao vừa trước đó, bật giờ buổi sáng nó không cháy mà buổi tối nó cháy nè. Không cháy luôn nè. Đây buổi sáng rồi à. À nhìn vô con này. À nhìn vô hai con luôn. Chết lâu à. Nhìn vô con kia không à? Là hai con. Hôm nay may mắn dữ. Ui hai con đánh nhau. Hai con đánh. Đây là sắp chết rồi. Đừng đánh em anh ơi. Hai cái Enderbeer mà mâm là hai cái Enderbeer. À ha. Enderbeer hay là hai? Đâu 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 đúng thế, đúng đúng. Ê, đúng rồi. Đúng rồi. What? Con kia đâu? Con kia ở đâu? Ôi, nó dám lừa. Lừa nè, lừa nè. Không tên nữa. Ô, chưa không, chưa cắt được một cục đất. Ô, tiếng mấy con này hơi kinh ạ. À, nhưng mà cũng may mắn được một cái Enderbeer. Còn con kia thì ngu. Đóng đi lấy xương của nó. Nó, à, hà, hà. Ôi, ui, 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 ui. Con nấp trong bụi cây cho nên nó cháy. À, may quá. Quét kia lượm xương ơi, ẩn xung quanh đây có nhiều xương lắm. Ờ có xương mình nè, giờ mới đau ngủ. Okay. Không biết nấp trong bụi cây mà đứng ngoài nắng. Kiếm kiếm. Không, nấp mà nó thấy mình nó chạy đuổi theo. Nó ra khỏi, nó thông minh lắm. Con skeleton thông minh hơn zombie. Ui, chị zombie. Có điều là xương, có điều mà nó lắm này luôn. Nấm, cây nấm. Đâu? À. Không, không, ấy có một cái. Ui, xem ở quanh. Giờ bên kia là cái đầm lầy. Cái đầm lầy của có phù thủy á. Giờ ở bên đây là chỗ mà rừng tai ghe hay sao á. Nó có mấy cái kiểu cây mà nó có bốn mô đây à. Vậy với cái nấm á, sao để vậy?
đi qua chỗ. Ê dọn nghe qua đây. Ở không ở đây không. Lấy nắm ấy, lấy nắm. Ở đây ít thấy không? Ở đây ít thấy không? Một lại đây. Đó, để cái nắm này đâu có lấy được. Chặt đi. Không, chặt nó không qua lên. Chặt bên trong đi. Chặt chỗ đây lên một khu được. Hộp tiêu nắm ấy, có một ý hay không? Ở đây thấy cái nắm à. Ô, chỗ đây chỗ nào đây? Ở trong túi mình có cái nắm này không? Ê, ấy. Trong kia thử coi có à. Nắm không? Rồi. Để trong à. Túi đồ mình có nắm không? Trời ơi, nắm được ở trong này đó. Lấy túi mực lên. Lên con chưa chạy. Chạy ok. Lên level 5 nhanh dữ. Lên con kia dám nắm bánh là cái gì? Ồ, có nhiều đồ á. Thè cho con mực kia. Ồ, cái đất này nhớ. Ê, cái đây. Đợi, cái đây đeo nó ra kia. Cái sỏi. Ủa mày sao có cái núi to dữ. Núi sỏi đi đeo. Ồ nhưng mà núi sỏi sao nhiều chứ. Ai ngựa. Ồ lấy được một bò. Cứ đeo nó. Tin. Wow. Ok. Ok giờ chúng ta đi bò sỏi. Làm cái cầu liên. Làm rồi làm đốt. Đốt cái gì đó. À đốt cái địa ngục. Đốt cái địa ngục. Lấy ra ve cộng nước ve obsidian chơi obsidian đây đeo đây ra chúng ta phải đeo clean clean ui đẹp nhiều quá chất lâu một start lâu một start rồi ạ à bởi vì có bông bốn à đeo cho xong start luôn rồi đầu đi chứ lấy cái này nung lên ra clean hả ơi không có một cái ý hay lắm lấy đấy đúng không xong rồi mình đặt lại mình đẹp tiếp nữa chứ nào nó có sỏi ấy hay không cơ hội á cứ đặt vô lại lộn xộn hơn anh chỉ làm kiểu lộn xộn hơn hai một không ok chơi dây kiểu giống như chơi sao ta đây một sờ sáu cái cục liên được không ạ có ngựa kìa ô từ lúc đấy có Enderman không lên được wow ồ đâu không cho đợi anh lấy cái đây là ô người thích ăn táo anh ăn táo đi rồi nó còn không ăn mà nó ăn ờ cho trái táo rồi trái táo đó hiếm lắm á giết con này trái táo cũng cho không cho cưới ồ oh, shit cho anh ồ oh, nó không ăn thịt đã anh không ăn thịt tầm bọn đó thử ăn Enderbeard thử coi đợi nó ăn không yay anh thêm bạn nó đâu thank you nhưng mà anh chưa có cái dây cưới rồi mà có dây thú à giờ rồi chết rồi quay lại chỗ lúc nãy chỗ mới có lửa đâu chết rồi bên kia anh chán ui có đây à. đợi chút đang đợi đi mai dài miễn phí anh cần có sắt miễn phí dưới đây chắc chắn có zombie gì spider sắt miễn phí được đi mai miễn phí à. Hiếm có nha nghe tiếng sao lại no rồi là ok được họ thì đi mai sắt đi ở sắt bên phải what shit fuck
À, con đã xếp bánh được. Ôi! Bánh cùi. Cá lộn là bánh cùi. Cá clip. Con kia bay lên. No, no, no! À, nó bay con clip rồi. À, nó đây. Nó đây. Nó đây. Oh, chết. Mắt đỏ bắn bắn rừng kia kìa. Thấy cái cây kìa, bắn rừng kia. Chết rồi. Mắt đỏ que khỏi con suối, que khỏi con suối. Lúc đấy đi nước, what the, à, chết là. Tại sao lại khổ gì? Ai qua bên kia hay sao ấy? Còn nhớ đường rồi không? Chắc là quên đường à? Đây đây, đúng núi nè. Ta thấy cái nấm mất kia, đúng mất kia. Thôi cái nấm đó mình coi chặt không ấy. Có kìa. À, vậy mới chỉ cần đi xuyên qua luôn đây hả? Trời ơi. Ê, đừng, đừng, đừng. Rồi. Rồi chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây, chỗ đây. Đúng không? Yes. Họ mắc đồ bọn đâu, 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 đây 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 có tém phối sắc kìa. Đó đây 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 ok đây chúng ta sẽ đỡ đất ở bên đây à. Đỡ nó đây và đỡ cos đặt lên đây đây coi chị à ok đầy đủ hết rồi giờ đâu, đâu. Nếu mà mình có con chó ấy, thì mình sẽ nuôi con chó đó nhưng có điều có bốn cục xương ấy có đủ không nếu mà à, không có ba cục xương có đủ không nhưng nếu bốn cục xương ấy chắc chắn sẽ là đủ có con Ripper rồi đợi đặt đuốc ấy đợi chút sao không bật cái này dạ ok chúng ta sẽ đợi cho chốc lát chút nha là một bạn giờ bắt đầu đi mai vậy để giờ mai mẹ tụ lấy mai về sao hôm nãy không đi không đi không đi nói đi nè đi mai sắc bên phải kia chưa mai hết nè mai hết rồi stripper nổ hiểu không đâu quay lại nghe tiếng dơ không rồi đây kìa hàng này được ấy hàng này được ấy anh nghĩ là anh nên làm từng đi đen đợi đi về khi chỗ đây đợi mai con dơi nó bay vòng vòng ông anh cho anh nghĩ là sao con dơi thường hay ở dưới đây mà con dơi đó không có ít lợi gì đâu đập nó cũng không có ra gì à con dơi nó chị đưa cho mình hả hay là nó bay okay. Lòng hay là nó bay lòng vòng mình nó bay vào đây lại rồi chứ đó đâu có gì đâu ồ được rồi nói cục đường nha không ồ oh, shit cục đường lấy thang rồi theo về nhà nung sắt được không mày anh chàng sắt nữa anh chàng nói là chết nhưng không mất đâu anh chàng ăn nút quen ra khỏi mất đồ đây chưa được rồi cái đường trơn đó cũng fast speed run Nghe tiếng con dơi nữa. Con chơi cứ bay lòng vòng và đi. Đừng có đi đằng dưới nha. Bỏ lên trên. Cầm kiếm ra. Chạy. Đi lộ ma. Đeo zombie. À, chết lâu trời sắp tối rồi. Lên luôn cho nhanh. Ăn lúc chết nhưng không mất chết đâu. Trời tối. Oh shit. Biết sao con zombie xuống rồi ạ. Ơ chết là trời tối. Nó chết không mất đâu ấy. Đâu. Ai chơi vậy? Ừ.
Đường, tại sao lại khổ vậy? Ha, ha, công tôn ở dưới đây sẽ bắn được. Bắn chậm hơn. Bơi theo vòng phòng đi. Ê, bắn tin nhiều kìa, đúng không kìa? Đợi, coi thử cái nấm đó, nó có bị thủng không? Kìa, kìa, kìa. Thấy không kìa? Ờ, tín hiệu, Ờ, hai con skater đang nói chuyện, chạy. Ờ, đúng rồi, cảnh báo đúng không ạ? Cảnh báo là cái gì? Một con sờ kia đang đứng. Đuổi đi ba, đuổi đi ba. Kì to. Bày á. Thôi chơi cây keo nhé. Hui. Rồi ok. Vẫn là cái tên sơ tiếp viên. Rồi. Yeah. Ok. Say. Lấy tay. Rồi, đây à. Sát lấy. À lấy chi. À lồm, lồm luôn. Lincoln trong hồi lên. Ok, giờ chúng ta chỉ đợi. Nhanh lên. Để lúc đó mình ăn đây chút à. Vậy giờ video đến đây cũng kết thúc rồi nha. Vậy giờ xin chào các bạn và bye bye. Và hôm nay chúng ta đã có rất là nhiều sách, rất là nhiều sách vật than và nhiều đồ khác, NBA, những cái kiếm đồ về. Nói là và chúng ta sẽ về chào các bạn và bye bye. Thì chúc các bạn xem tập tiếp theo nha. Giờ mình chúng ta sẽ làm tập tiếp theo. Wow, về hôm sau. Wow, giờ bye.